Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 2 và mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các sở ban ngành khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục thực hiện công điện số 01 ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. 2. Nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi, thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú tránh, tổ chức sắp xếp tàu thuyền ở nơi neo đậu xong trước 19 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2021, tổng hợp thông tin về số lượng phương tiện ngư dân đã vào nơi trú ẩn, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 3. Tổ chức cắt tỉa, cành cây, trang trống, gia cố, biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng. 4. Chỉ đạo các biện pháp bảo vệ sản xuất, khẩn trương thu hoạch diện tích lúa và hoa màu để giảm thiểu thiệt hại. 5. Yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân, nhất là tại các vùng sâu vùng xa để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Huyện Kim Sơn triển khai phương án di dân khu vực ngoài đê Bình Minh 3 đến Cồn Nổi xong trước 19 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2021 và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình triển khai di dân. Thông báo cho các chủ đầu tư, các đơn vị thi công công trình xây dựng khu vực ven biển từ Bình Minh 3 đến Cồn Nổi dừng thi công, di chuyển người và phương tiện đến nơi an toàn xong trước 19 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2021, tạm dừng thi công Âu Kim Đài và các cống đang thi công dở dang trên tuyến đê hữu đáy. Chủ đầu tư các công trình và đơn vị thi công có phương án đảm bảo an toàn trong phòng chống bão lũ. Phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và công trình thi công dở dang, chuẩn bị phương án tiêu nước khi có mưa lớn. 7. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lập tức xuống địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được phân công. 8. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình của bão số 2, tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến của bão và công tác chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả. 9. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ huy tại các công điện trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 2.